Lần này mà bên phía tòa án trả hồ sơ cho bên viện kiểm sát cô chú anh chị, không phải điều tra riêng một mình thằng Thái đâu để bổ sung đâu, mà điều tra từ ông nội cho đến chị gái, bà nội cho đến thằng anh rể. Đấy, cô chú anh chị cứ yên tâm đi. Thì trong cái video ngày hôm nay á, thì cô chú anh chị lắng nghe hết cái video, Thành Trung sẽ giải thích hết tại sao trong cái thông báo của tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung không nhắc đến tên của Nguyễn Kim Trung Thái. Thì cô chú anh chị theo dõi trong video sẽ hiểu được như thế nào nha cô chú anh chị. Trước khi mà cô chú anh chị đi vào video á, thì Thành Trung cũng xin giới thiệu với tất cả cô chú anh chị. Hiện tại bây giờ Thành Trung đang có bán mật ong bạc hà và cao hồng sâm và chuối hột rừm để ngâm rượu nha cô chú anh chị. Thì mật ong bạc hà là nó có công dụng là ổn định huyết áp này, ngăn ngừa bệnh tim mạch. Uống mật ong bạc hà giúp ngủ ngon hơn, tăng cường hệ miễn dịch. Mật ong bạc hà tốt cho gan, giảm viêm họng. Khả năng chống lão hóa của mật ong bạc hà là rất tốt, giảm nguy cơ trầm cảm. Thì nói đúng ra những cái sản phẩm của Thành Trung bán hiện tại bây giờ thì có cao hùng sâm và chuối hột rừng để ngâm rượu, và mật ong thì có mật ong bạc hà, mật ong nhãn, mật ong cà phê và mật ong rừng 100% nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị mà mua sản phẩm thì có thể là liên hệ số điện thoại ở trên màn hình nhé. Thì Thành Trung sẽ tư vấn cho tất cả cô chú anh chị. Thì không đợi chờ lâu, thì xin mời tất cả cô chú anh chị chúng ta vào video để hiểu rõ hơn về việc trả hồ sơ của bên tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nha cô chú anh chị. Thì Thành Trung xin mời tất cả cô chú anh chị. Vâng, Thành Trung xin chào tất cả cô chú anh chị quay trở lại kênh YouTube của Thành Trung. Thì chúng ta tiếp tục cái thông tin liên quan đến vụ án của bé VA nha cô chú anh chị. Thì như chúng ta cũng đã được biết, tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trả hồ sơ để cho viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh điều tra bổ sung đối với những người có liên quan trong vụ án của bé VA. Thì trong cái thông báo không nhắc đến tên của Nguyễn Trung Kim Thái, thì rất nhiều cô chú anh chị đã thắc mắc bảo tại sao tòa án ra cái thông báo mà không nhắc đến tên của Nguyễn Kim Trung Thái. Thì có rất nhiều cô chú anh chị là thắc mắc cái điều đó. Thì cái này á là cũng một cái tín hiệu vui đối với những người yêu thương cũng như là lên tiếng để bảo vệ công bằng công lý cho bé VA. Ở đây á, cái thông báo này nó bao quát tất cả những người có liên quan đến vụ án của bé VA, chứ không riêng gì thằng Thái Dúi cô chú anh chị. Thì Thành Trung sẽ đọc cái thông báo và Thành Trung sẽ phân tích cho tất cả cô chú anh chị được nắm bắt nắm rõ đến cái vụ án của bé VA hiện nay như thế nào nha cô chú anh chị. Thông báo trả hồ sơ điều tra bổ sung. Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trả hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 326/2022/TL-ST-HS ngày 16 tháng 5 năm 2022 đối với bị cáo họ và tên Nguyễn Võ Quỳnh Trang, sinh năm 1995 tại tỉnh Gia Lai, nơi đăng ký thường trú tổ 4, phường Diễn Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, trú tại căn hộ 16/5 Tô Pát, Sài Gòn Pơ, số 92 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, nghề nghiệp không có. Và đồng phạm, cái từ và đồng phạm này cô chú anh chị này, và đồng phạm là không nhắc đến tên của bất kể ai, là không nhắc đến cái người mà chúng ta đang quan tâm, đó là Nguyễn Kim Trung Thái nha cô chú anh chị. Và đồng phạm bị Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố về tội giết người, hành hạ người khác và che giấu tội phạm theo quy định tại các điểm B,
NP khoản 1 điều 123, điểm A khoản 2 điều 140 và điểm B khoản 1 điều 389 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 cho Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh điều tra bổ sung, thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn. Thì cái này á không nhắc đến tên của Nguyễn Kim Trung Thái, thì chúng ta phải liên tưởng đến trong cái thông báo này là điều tra bổ sung đối với những người có liên quan đến vụ án của bé Vân Nga. Cô chú chị ạ, những người có liên quan, thứ nhất che giấu tội phạm, thứ hai hành hạ người khác, và thứ ba là đồng phạm giết người. Thì chắc có lẽ là đến giờ này á, nếu như mà bên phía gia đình của nhà thằng Thái hiểu được cái thông báo này thì chắc có lẽ là phải đi thuê luật sư rồi. Mà giờ á, thuê luật sư để mà bảo vệ á, thì chắc có lẽ là không ai dám đứng ra để mà coi như nhất bảo vệ cãi cho cái gia đình này nữa. Chỉ có một mình cái bà Ngọt, bà Mặn á, với cái nhân viên của bà á, thì mới nhận tiền để mà bào chữa cho thằng Thái thôi. Còn tôi đảm bảo với tất cả mọi người, giờ nếu như gia đình nhà này mà có dính líu che giấu tội phạm cùng với thằng Thái và con Trang á, thì chắc không ai mà nhận tiền để bào chữa nó đâu. Vì là nó ác cả lò. Cô chú chị ạ, không phải riêng một mình thằng Thái, mà nó ác cả nhà, nó ác từ trên ác xuống. Thì bảo là có như ai mà vô đó mà nhận tiền mà bào chữa. Đúng cô chú anh chị. Thì Thành Trung mới nhắc cho tất cả cô chú anh chị này, cái khi mà bé VA vừa mới khám nghiệm xong là ngay lập tức là con chị gái nó động viên bên phía gia đình của bé VA hỏa thiêu ngay tức khắc là một. Cái thứ hai nữa, bà nội phát ngôn ra một câu chết đứa này đẻ đứa khác là hai. Cái thứ ba nữa, những vết thương của bé VA mà bị khâu rồi coi như này kia là ai khâu? Như thông tin trước đây á, là ông nội khâu nghe nào. Nên là lần này trả hồ sơ lại để điều tra bổ sung là một cái rất tiện lợi, sẽ coi như diệt cỏ tận gốc trong cái tội ác mà bé VA phải chịu đựng. Cô chú anh chị, pháp luật nghiêm minh, công bằng, công lý sẽ được thực thi trong cái vụ án của bé VA, sẽ không bao giờ bỏ lọt bất cứ một tội phạm nào trong cái vụ án của bé VA. Nên cô chú anh chị cũng không nên là chúng ta không nên thắc mắc tại sao trong cái thông báo mà trả hồ sơ lại không nhắc đến tên của Nguyễn Kim Trung Thái. Đó là như vậy đó cô chú anh chị. Nói đúng hiện tại bây giờ gia đình nhà chúng nó, mình phải nói là coi như nó lo từ trên lo xuống. Và ở đây Thành Trung muốn nhắc tới một người nữa cho tất cả cô chú anh chị, đó là thằng anh rể của thằng Thái cô chú anh chị. Nghe chưa? Cái người mà cái ngày mà cô chú anh chị tới để mà viếng bé VA, nó từ ở trên lầu nó đã hắt nước, nó chua đuổi, nó ngăn cấm những nhà sư đến đó để mà cầu siêu cho bé VA. Tại sao nó lại làm như vậy? Nếu như mà cái lúc đó cộng đồng mạng của chúng ta không dậy sóng lên, thì tôi hỏi là coi như trong cái vụ án này liệu luật sư Thơm có biết không? Liệu luật sư Nữ có biết không? Đúng ạ. Hay là đã
chìm lìm tất cả cộng đồng không biết, và nó đã che giấu được những các tội ác tài đình tài trời của nó rồi, đúng không chú anh chị? Nên là mình phải nói là bé VA rất linh thiêng. Tội ác đã cướp đi cái sự sống của bé, chắc chắn phải trả giá rất đắt trong cái sự việc này của chú anh chị. Và chúng ta chờ mong cái kết luận của bên viện kiểm sát. Cái thứ hai nữa là cái kết luận của bên cảnh sát điều tra bổ sung về cái vụ án của bé VA. Giờ ăn không ngon ngủ không yên rồi, nghe chưa? Khi mà bên phía tòa án mà đã trả hồ sơ thì chắc có lẽ là cái lò nhà nó từ trên xuống dưới là ăn không ngon ngủ không yên rồi. Không riêng gì thằng Thái đâu, cô chú anh chị, không riêng gì thằng Thái mà hiện tại bây giờ là nó đang nằm ở trong trại đâu, mà coi như từ trên xuống dưới là lo, sẽ mất ăn mất ngủ cho mà xem. Hiện tại bây giờ khéo là đang đi tìm luật sư để mà liệu có vấn đề gì để mà coi như bào chữa, để mà cãi. Cô chú chị thấy thành Trung nói có đúng không? Nếu như mà thành Trung mà nói mà đúng á, cô chú chị nhớ like nha, đăng ký kênh nha, để ủng hộ thành Trung cũng như là những anh em đang lên tiếng để bảo vệ quyền lợi cho bé VA, và chúng ta đồng lòng chống lại cái nạn bạo hành. Cô chú anh chị thấy không? Mới đó tiếp tục lại có một vụ 7 tuổi ở Bình Phước, bé gái 7 tuổi đang nghi ngờ bị bạo hành, đánh đập con người ta giả man, bầm tím cả người. Hiện tại bây giờ bên phía công an tỉnh Bình Phước đang thụ lý điều tra, sẽ có một cái thông báo. Hàng ngày hàng giờ những đứa trẻ vô tội phải chịu những cái cảnh mà chính người lớn chúng ta ích kỷ trong cuộc sống, trong gia đình bắt đầu lôi những đứa trẻ ra để mà coi như hành hạ, đánh đập, tra tấn. Thì cái này á phải thật cứng rắn và xử lý thật nghiêm minh đối với những kẻ mà như thằng Thái và con Trang, cô chú anh chị. Đối với chúng nó, một án tử hình chưa đủ, mà một đứa phải ba án tử hình thì mới đủ. Nghe chưa? Chứ không phải là tử hình nó xong là xong đâu, cô chú anh chị. Nên trong cái thời khắc này á, thì gia đình nhà con Trang á biết được những gì thì tốt nhất là tuôn ra hết đi, nghe chưa nào, để mà có được một chút khoan hồng của pháp luật. Không nên giấu giếm. Ví dụ như là con Trang biết ông bà nội đã tới đó và đã khâu vết thương chẳng hạn, và đã biết bé VA bị thằng Thái tra tấn, bị con Trang tra tấn, thì con hiện tại bây giờ thì con Trang phải khai ra. Và chị gái nó nữa, cái con chị này là cái con nham hiểm này, cô chú anh chị này. Cái con chị mà hiện tại bây giờ mà đang làm ở bên bảo hiểm nhân thọ này, với là ngoài nham hiểm này, không biết là coi như biết bao nhiêu là các cụ rồi, các khách hàng là coi như đã bị vô trọng của nó rồi này. Con này với là con nham hiểm này, cô chú anh chị không, nó đã coi như biết trước được là cái tình huống xấu diễn ra đối với gia đình nó, nên là nó hủy chứng cứ hết, nhất là cái cơ thể của bé, là nó đã suy nghĩ đến là nó tiêu hủy ngay lập tức. Tôi hỏi nếu như mà bên phía công an điều tra mà không có cái biện pháp tinh nhuệ để mà khôi phục lại hết những cái dữ liệu của camera là một, và khôi phục lại những cái cuộc gọi, cái tin nhắn của cái điện thoại của thằng Thái, thì chắc chắn bây giờ là nó vi vu rồi, nó không hề là coi như nó dính một cái án gì cả, đúng không chú anh chị?
Nên là nó đã tính trước được rồi. Nhưng mà mình phải nói như thế này này. Người tính không bằng trời tính. Tội ác trước sau gì cũng phải phơi bày trước ánh sáng. Đúng của chú gì nè. Nên là thôi, giờ con Trang khai ra càng sớm càng tốt. Chứ không một mình gánh không thể đâu. Vì đến giờ này nó đâu có coi con Trang là người tình. Nó đâu có coi con Trang là bồ bịch nữa đâu. Đúng không chứ? Mà nó chỉ có đổ lỗi cho con Trang là kẻ giết người. Thì mong sao trong cái khi mà trả hồ sơ này sẽ làm sáng tỏa từ A đến Z, không riêng gì thằng Thái. Đó là coi như cái tín hiệu mừng đối với tất cả chúng ta, cô chú anh chị, nhất là người thân của bé VA, là sẽ biết rõ được cái bộ mặt thật từ trên xuống dưới của cái gia đình này. Thì mong sao cô chú anh chị tiếp tục, chúng ta không nên nản chí. Thì bên tòa trả hồ sơ cho bên kiểm sát, trong vòng một tháng sẽ đưa phiên tòa ra xét xử thôi, sẽ rõ trắng đen. Đúng cô chú anh chị. Thì thôi thì Thành Trung xin chào tất cả cô chú anh chị. Hẹn tất cả cô chú anh chị vào những cái video tiếp theo của Thành Trung. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị.